Này, lại đây. Anh, hồi nãy anh Cường dặn em là lấy đống đồ trong tủ cho anh thử. Anh thử được cái nào cho anh cái đó. Vậy hả? Dạ. Mấy bộ đồ này em thấy kỳ kỳ sao á, không có hợp với anh em ơi. Em thấy bộ này hợp với anh nè, anh mặc thử đi. Phải không? Đẹp nè. Vừa không? Vừa. Cũng được ha. Anh, em thấy nhà anh Cường giàu quá à. Ở dưới cũng có tivi, ở trên cũng có tivi, mà hình như phòng nào cũng có tivi luôn á. Em yên tâm đi, mai mốt nhà mình cũng vậy á. Sao anh lúc nào cũng mơ cao hết, mệt anh quá à. Mơ đâu mà mơ, anh nói là có, biết chưa. Chà, cái nệm này em giữ à. Em thiệt. Anh, ban ngày ban mặt nhà người ta chứ có phải là nhà mình đâu. Em phải tập cho quen đi, biết chưa. Ở trên thành phố á, ngày cũng như đêm, phòng nào cũng như phòng nấy, biết chưa. Nè anh, đừng làm vậy mà kỳ lắm. Có gì đâu kỳ. Thôi, thôi để em đi tắm nè. Ừ? Em đi tắm nha. Anh ơi, cái vòi nước mở làm sao vậy? Anh vô mở giùm em đi. Ờ. Anh vô mở giùm em với. Rồi. Cái gì không biết thì phải hỏi chứ. Kỳ quá à, buông em ra đi. Có gì đâu kỳ. Thôi. Thôi, lại đây. Nè đưa đây. Trời ơi, buông em ra mà. Có gì đâu. Em này, bữa nay mày đặt mắc cỡ. Nhà quê mà cũng đú đỡn thấy sợ luôn. Có gì mà kỳ. Có hai vợ chồng mình chứ có ai đâu mà kỳ. Ngó mặt mày cũng sáng sủa lắm. Hay là chị qua đây ngó thử coi. Được thì dùng, không được thì giải tán sớm cho đỡ mất thời gian. Nhà quê một cục vậy đó. Thì mình đang cần một người nhà quê thật thà mà. Bồ nhìn mà không nhà quê, để cho người ta làm chủ mình luôn hả? Thôi, cứ để hắn nghỉ ngơi đi, rồi tối mời tới nhà hàng chị ăn cơm, coi như là coi mắt luôn. Dạ, em biết rồi. Anh. Ừ? Sao rồi? Xong rồi. Anh phải chỉ tụi nó từng cái một. Toàn là những thứ tụi nó chưa bao giờ dùng cả. Có khi á, anh phải ghi ra tờ giấy, nếu không quên lại xảy ra sự cố nữa. Em ngán người nhà quê lắm rồi. Anh biết rồi. Để anh nói với dì Mười, chỉ dẫn tụi nó từ từ. Hả? Bộ tính ở đây lâu hay sao mà nói từ từ? Nó nhỏ thôi. Má nó đã chịu cho nó chuyển hẳn lên trên này ở đâu. Chỉ là mới lên thăm dò. Anh phải giữ tụi nó ở lại ít nhất là một tuần. Trời ơi, khó quá thì tìm người khác. Một tuần lận hả? Muốn được việc thì mình phải biết cách chứ. Mình phải tìm người đứng tên giấy phép kinh doanh, không phải tìm ai cũng được đâu. Vậy lỡ tối nay bà Hương bà chịu bạn anh rồi sao? Thì mình phải tìm cách thuyết phục bà già thằng Tuấn cho nó lên để ở, để làm giám đốc chứ sao. Còn vợ ổng thì cho về quê, mỗi tuần cho nó về nhà thăm vợ con nó một lần. Thôi mà.
Con tên gì? Con đang chơi gì đó? Bé Linh nè, vô ăn sáng đi con. Bé Linh, vô ăn sáng đi, cho Mười còn dọn dẹp nữa. Mười còn nhiều công chuyện lắm đó con. Con không có ăn đâu, để con yên đi. Ủa gì Mười? Cô, tới giờ mới ăn sáng luôn hả gì? Trời ơi, cái chuyện mà 8 giờ sáng mới ăn sáng là chuyện bình thường thôi mà cô. Ở trên Sài Gòn này là như vậy đó cô ơi. Vậy con bé có đi học không hả gì? Có chứ sao không, không học sao sống. Thì ở đâu cũng phải đi học mà gì. Thì đúng rồi, trời ơi sao cái cô này cô chậm hiểu ghê hen. Chắc cô ít học á, cho nên cô không hiểu gì hết trơn á. Đúng là ở đâu cũng phải có học, nhưng mà ở dưới quê mình á không học thì cũng chẳng sao. Còn ở thành phố này mà không học á là chết chắc đó cô. Dạ con hiểu rồi. Cô đúng là nhà quê ít học nên chậm hiểu à nghe. Ê cô ơi. Dạ. Cô tên gì vậy? Dạ con tên Hằng. Cô làm nghề gì? Dạ con làm giáo viên trường cấp 1. Anh Cường gọi nè. Dặn cái điện thoại nè. Ngủ gì mà ngủ say như chết vậy? Điện thoại. Alo. Liền giờ luôn hả? Anh Cường nói gì vậy anh? Em kiếm cho anh bộ đồ mà thằng Cường nói coi. Anh Cường nói làm sao? Bộ đồ nâu sọc gì đó, với quần tây đen, với cà ra quát. Phải bộ này không? Chắc vậy đó, anh cũng không biết nữa. Còn cái cà ra quát này thắt làm sao? Anh cứ mặc thử đi. Cái này để em coi làm sao. Trời ơi, phải chồng em không vậy? Đinh Mạnh Tuấn, tổng giám đốc công ty thương mại dịch vụ đủ thứ. Nè, còn cái cà ra vát nữa, để em thắt cho. Trời ơi, đẹp quá à. Ông bà mình nói không sai mà, người đẹp gì lụa. Đẹp rồi. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Thôi được rồi, đi làm đi. Một lát nữa người ta đến. Cậu đưa sắp hồ sơ này cho họ. Trong vòng một tuần chắc chắn sẽ có giấy phép kinh doanh. Nhưng chủ yếu cậu huấn luyện hình nhân như thế nào kìa. Hình nhân thì trong vòng khoảng một tuần sẽ trở thành giám đốc chuyên nghiệp thôi mà chị. Cậu đùa hả? Cậu phải huấn luyện đường đi nước bước, cho tới lời ăn tiếng nói thì mới làm được việc chứ. Tới ngay, chỉ cần chị check một cái là em bấm nút liền. Có phải người ngoài đó không? Chính xác. Mà sao chị biết hay vậy? Cậu hỏi thừa. Tôi nhìn người cỡ đó mà còn làm ăn thua lỗ kìa.
Tuấn. Đây là chị Hương, sếp của tôi đó. Còn đây là Tuấn, bạn học của em từ nhỏ. Chào chị. Ngồi đi. Cậu tên Tuấn hả? Dạ phải. Tên cũng được. Thôi, tôi không lấy đâu. Ông cứ nhận đi. Nếu ông muốn người ta coi trọng ông thì ông không thể nào xài chiếc điện thoại rẻ tiền của ông được. Nhưng mà cái điện thoại này mắc tiền quá à. Thôi không lấy đâu. Giữa tôi và ông không cần phải tính toán làm gì. Nói ông đừng có giận. Người ngoài nhìn vô là biết ông tự dưới quê lên rồi. Bởi vậy tôi mới mời một chuyên gia giỏi tới đây để giúp cho ông thay đổi. Ông cứ lấy xài đi. Alo, tôi nghe. Tôi đang ngồi trên đây nè. Ngồi trên đây là ngồi ở đâu? Em cũng đang quán cà phê. Đang trên lầu nè. Tú, đây nè. À, chào hai anh. Đây là Tú, stylist, một người rất nổi tiếng trong ngành thời trang và ẩm thực. Còn đây là Tuấn, bạn tôi. Dạ. Tú ngồi đi. Hôm nay tôi gọi Tú tới đây là nhờ Tú tư vấn và thay đổi phong cách giùm Tuấn giúp tôi. Tư vấn thay đổi cho Tuấn đối với tôi á không có gì là khó hết. Nhưng mà đã mời tôi làm hướng dẫn cho Tuấn á thì phải đáp ứng cho tôi một điều kiện. Nếu mà về vấn đề tiền bạc thì Tú không cần phải lo. No, đây á không phải là vấn đề tiền bạc. Mà tôi đã hướng dẫn rồi á thì nhất mọi chuyện á ông Tuấn nè phải nghe theo lời của tôi. Ok. Ok. Kê. Vậy là được rồi. Sẽ sớm thay đổi thôi. Sẽ lột xác thôi. Chị vô đi. Anh Cường mới điện thoại về, kêu tôi soạn đồ cho chị rồi đưa ra nhà hàng ăn cơm. Ủa, đi nhà hàng để làm gì vậy cô? Anh Cường với anh Tuấn đang ở ngoài đó. Chị thay đồ đi. Dạ thôi, tôi không đi đâu. Cô đi đi. Tôi ở nhà ăn cơm với chị Mười được rồi cô. Chị mặc cái này đi, coi có vừa không? Dạ thôi cô ơi, tôi không quen mặc mấy cái này đâu.
Với lại tôi không có đi đâu. Cô tranh thủ sửa soạn đi cho kịp. Chị Hằng. Trời ơi, chị ngồi xuống đây đi. Anh Cường muốn chị phải đi, anh Tuấn cũng muốn chị có mặt. Hôm nay anh Tuấn nhận chức, sao lại không có mặt phu nhân được? Chị ngồi im đi, tôi trang điểm cho. Dạ thôi cô ơi, tôi không có quen mà. Không quen thì từ từ quen, phụ nữ ra đường là phải đẹp. Vậy thôi, hay là cô chỉ tô miếng son rồi đánh mấy má hồng là được rồi, không cần làm kỹ vậy đâu. Chị ngồi im để tôi đánh son nè. Tuấn làm gì lâu quá không biết nữa. Đầu tư tốn kém quá, biết có được không? Làm ăn thì phải đầu tư chứ chị. Nhưng mà chị nhìn thấy cái mặt thằng đó nó khờ quá. Chị lo là những việc em giao nó lo không nổi. Tuy là cái mặt của nó có hơi khờ thiệt, nhưng mà lòng của nó ham làm giàu dữ lắm. Chị cứ yên tâm, Cường sẽ biến một con mèo quê trở thành một con cọp rừng trong thời gian một tháng cho chị coi. Anh Lan. Ủa chị Lan. Em tưởng là mọi người tới hết rồi chứ. Ai đây? À, đây là Hằng, vợ của anh Tuấn. À Lan. Dạ. Anh Tuấn là ai? À, anh Tuấn là bạn của anh Cường hồi nhỏ. Hai vợ chồng quê ở An Giang mới lên á. Chào chị. Dạ chào anh. Chào cô. Còn đây là anh Phan, anh rể của em, ba của bé Linh. Còn đây là Thúy, người mẫu, bạn gái anh Phan. Dạ. Thôi mình vô đi chị, không trễ giờ. Anh Cường gọi điện thoại hối nãy giờ đó. À. Ủa mà anh Tuấn đâu ta? À. Xin chào. 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 Xin chào. Trời ơi, ai đây? Anh Tuấn. Sao nhìn lạ quá vậy? Em. Sao bữa nay nhìn anh lạ quá vậy? Đó, chị thấy chưa? Em kêu chị thay đồ không chịu thay. Thôi vô đi, anh Cường với chị Hương đang chờ ở trỏng á. Thôi đi vô, còn đứng ngay người đó nữa. Đi. Mình về trước nha. Thôi chút nữa đi, đang vui mà.